Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di. Bà lâu cái thân bà la la sa bà ha ấm mắt điện đô bà la
Phật Ma Ha Phật Phật Pháp Cao Siêu rất nhiệm màu ngàn muôn ước kiếp dễ hay đâu con này nghe thầy xin bằng giữ chân nghĩa như lai ở thật sâu. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát, Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Tổ Môn Đức Bây Giờ Bồ Tát Vô Tận Ý Từ Bà đứng dậy bài vai bên phải thắp tay bạch Phật Thế Tôn Bồ Tát to nhân trên gì tên là Phật đã nêu cao vô lượng trăm ngàn vạn ước chúng sinh chịu các khổ não nhất thiết đa xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát tức thời quan sát âm thanh kiến được giải thoát chỉ danh hiệu Bồ Tát dù bà lửa lớn lửa không thể cháy do sức ngoài thần của Bồ Tát bảy vị nước lũ trôi niệm tên Bồ Tát điền đồ trong cạn nếu có trăm ngàn vạn ước chúng sinh tìm cầu bằng vật đường mã lá san hô các chân châu và các vật báo vào trong biển lớn giả sử gió bão thổi ra khe tiền và nước là sáng chủ chỉ một người niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát tất cả đều được giải thoát tai nạn ác bị ra sát bị nhân duyên đấy tên Quán Thế Âm sắp bị giết tại những danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát bao vậy gãy từng đoạn mà được giải thoát ba ngàn đại thiên thế giới tràn đầy giả sa la sát muôn nước nam hải hay người xung quanh Quán Thế Âm Bồ Tát thứ thời ác quỷ không còn mắt ai nhìn chỉ làm hại có tội không tội không dùng đúng trước trói buộc nơi tâm những niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát liền được giải thoát ba ngàn đại thiên thế giới tràn đầy giặc cướp có một đơn chủ sắc các lai buôn rất nhiều của báo đi qua đỉnh niệm một người lên tiếng anh nhưng trước sợ có một lần cứ một lần niệm vào Quán Thế Âm Bồ Tát ngài có khả năng trí công sợ hãi chúng ta xung danh sẽ được thoát nạn những người lái buồn đồng thanh nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát liền được ý Quán Thế Âm Bồ Tát sức lượng ai thần hùng mạnh như thế nếu có chúng sinh nặng lòng luôn được thường cung kính niệm và Bồ Tát Quán Thế Âm liền được thanh tịnh nếu nhiều nóng giận thường cung kính niệm Thế Âm liền được mát mẻ nếu nhiều ngu si thường cung kính niệm Bồ Tát Quán Thế Âm liền được trí tuệ này vô tận ý Quán Thế Âm Bồ Tát tại hoa thần lực lợi ích như thế cho nên chúng sinh phải nếu có người nữ muốn cầu con trai lễ bái cúng dường Bồ Tát Quan Âm liền sinh con trai phước đức trí tuệ muốn cầu con gái liền sinh con gái tướng mạo xinh đẹp đáng chính đáng tín bởi đã dùng ở phương này vô tận ý Quán Thế Âm Bồ Tát sức tận như thế cùng kính lễ bái Bồ Tát Quán Thế Âm phước đức không cùng cho nên chúng sinh cần phải thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát này vô tận ý thọ trì danh hiệu sáu ai ác hàng ngàn xa Bồ Tát chọn đời cúng dường ăn uống y phục dường nằm thức tàng công đức nhiều trang vô tận ý bạch thế tôn rất nhiều phần nói trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát dù chỉ bái cung dường phước đức hai người bằng nhau không phát trăm ngàn ước kiếp cũng không cùng tận này vô tận ý thọ trì danh hiệu Bồ Tát Quán Âm liền được cô độc vô biên phước lợi như thế vô tận ý bạch thế tôn Quán Thế Âm Bồ Tát để khắp thế giới xa bàn làm thế nào vì chúng sinh nói phát năng lực phương tiện đó thế nào à? Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quán. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, 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 Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Bồ Tát Nam mô Quán Thế Âm 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 Bồ Tát Bồ Tát Nam mô Quán Thế Âm 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 Bồ Tát này vô tận ý thiện nam tử trong các quốc độ ai cần thân Phật Bồ Tát Quán Thế Âm liền niệm thân Phật để vì nó khác kiến được độ thoát thần thân với chi Phật Bồ Tát liền niệm thân với chi Phật để vì nó khác kiến được độ thoát bản thân thanh văn Bồ Tát liền niệm thân thanh văn để vì nó khác kiến được độ thoát cẩn thận phạm hương Bồ Tát liền niệm thân phạm hương để vì nó khác kiến được độ thoát cẩn thận đế thích bồ tát liền niệm thân đế thích để vì nó khác biến được độ hoa cẩn thận từ đại thiên bồ tát liền niệm thân từ đại thiên để biến được độ hoa cẩn thận đại từ đại thiên bồ tát liền niệm thân đại từ đại thiên để vì nó khác biến được độ hoa cẩn thận thiên đại ứng văn bồ tát liền niệm thân thiên đại vì nó khác biến được độ hoa cẩn thận vì sa môn bồ tát liền niệm thân vì sa môn để vì nó khác biến được độ hoa cẩn thận tiểu vương bồ tát liền để vì đã phát nên được độ ba cần thân trần giả bồ tát liền nhận thân trần giả để vì đã phát nên được độ ba cần thân tu sĩ bồ tát liền để vì đã phát nên được độ ba cần thân tề quan bồ tát liền nhận thân tề quan để vì đã phát nên được độ ba cần thân bà la môn bồ tát liền nhận thân bà la môn để vì đã cần thân tỳ kheo ni bà tắc ni bà di bồ tát liền nhận thân tỳ kheo ni bà tắc ni bà di để vì đã phát nên được độ ba cần thân phụ nữ bồ tát liền nhận để vì đã phát nên được độ ba cần thân đồng nam đồng nữ bồ tát liền nhận thân đồng nam đồng nữ để vì đã phát nên được độ ba cần thân trời dòng tạo ra cảm thân bà a du la ca lâu la hầu
Con bảo bát thí này Bồ Tát Quán Thế Âm từ chối vô tận ý bạch sinh ngài thương xót nhận chứa ngọc này bây giờ Phật bảo Bồ Tát Quán Thế Âm tâm hãy thương xót Bồ Tát vô tận vô chúng đều dòng sợ xa tạm thắng bà a du la ca lô la thần ba la ma hầu la già nhân cùng duy nhân mà nhận chứa ngọc Quán Thế Âm Bồ Tát vì thần muốn chúng đều dòng vân vân liền nhận làm hai phần một phần cũng dòng Phật Thích Ca Mâu Ni một phần dân cũng tham đức ba bà vô tận ý Quán Thế Âm Bồ Tát đi khắp cõi xa bà thần được tự tại như thế bây giờ vô tận cùng kệ đây là nghĩa sinh thế tôn đủ sự tướng con nay là sinh hỏi phật tử nhân sinh vì tên là Quán Thế Âm đấng đầy đủ tướng tốt kẻ đáp vô tận ý lắng nghe hạnh quán âm giáo luân các công độ học dùng những người biết quán y bàn hành nhiều ngàn đức và phán lượng lớn thanh tịnh ta vì âm lực nói nghe trên bà thế thân tâm niệm không ngưỡng một hay diệt một các cõi hùng vị kẻ minh tâm không có tầm tưởng đốn cho chúng được con lắm hầm mở biến thành lầm một chưa giảm biển giới các mạng có sức mạnh công an sống lớn tâm thể dùng mặt từ tình du di vị người sâu ngã sống cho sức mạnh quan âm như mặt trời trong đông hợp tỷ người ác nổi sơ sức mạnh dùng cơ do sức mạnh quan âm tầm và hoặc là quán này đều lần tay văn là do sức mạnh quan âm cùng nga khởi từ tâm mặt tỷ của mạng như là nhìn mặt sống lớn do sức mạnh quan âm đa lên dãy từ mặt mặt tù giao dịch vì âm cùng do sức mạnh quan âm lúc tờ đồng giả các quyền rồi các tuyên tập muốn làm hạ thân mạng do sức mạnh quan âm lại trở về người ấy hoặc gặp ác vào sát dần rồi các thủy giữ do sức nhận quan âm đức trời không dám hạng mặc chú sư vây quanh lên chú nhận đáng sợ do sức nhận quan âm chú cởi vàng rồi bà bò cà phê được khói lửa đốt do sức nhận quan âm nhau đứng đừng bỏ đi mây trong sân sát đầu số lơ đá lơ là do sức nhận quan âm liền được trời quan tặng chúng sinh dịch từ khổ bước tân sức điều sĩ quan âm hay kính thế gian pháp đầy đủ sức tần thân một tu sĩ vân tuyển khắp mười phương cõi những nơi nào cũng hiện thân các loài trong đường ác địa ngục bị xuất sinh cầu danh đạo được những thực tế chân quán thanh tịnh quán phạm đại trí tuệ quán đi quán và từ quán thường nghiệp từng trên những trí thanh tịnh giải thoát trí tuệ phá tôi tâm hay diệt nạn gió lửa soi chiếu khắp thế gian đi để gian như sấm bí từ rồi các vị cam lô dọc tóc được hành mã phiền tùng đến cửa quan trong quân trần sợ hãi do sức nghiệp quan âm ba quán thù đều dọa dụ ông quán thế âm phạm âm thầy thế an ông thánh vì thế nên thường nghiệp niệm niệm trước thanh như quán âm bậc thượng thánh chính là nơi luôn tự cho thanh già bình xét đủ tất cả công đức mắt từ nhìn chúng sinh bất tùng như vậy không phải đại lễ bây giờ chỉ diệu bồ tát liền từ chỗ ngồi đến trước phật bạch thế tôn nếu có chúng sinh nào nghe phẩm bổ môn thì hiện đạo nghiệp từ cả sức thần thông quan âm phải biết công đức người đó không ít đó. Phật nói phẩm bổ môn song trong chúng có 84,000 chúng sinh phát tâm vô phẩm bồ đề vì án ma đi đá đi tốt ta đi tốt tốt ta đi tha mà ha án ma đi đá đi tốt ta đi tốt tốt ta đi tha mà ha án ma đi đá đi tốt ta đi Nam mô hiệu nguyên thông danh từ tại quán âm như lai quản phát hoàng hệ nguyện nam mô nhân niệm tâm không phải quán âm như lai thường tại nam hải nguyện nam mô chủ sa bảo vô minh giới quán âm như lai tâm thanh hiếu khổ nam mô hàng tám ma trừ yêu quái quán âm như lai năng trừ nguy hiểm nguyện nam mô bình thanh tịnh độ canh dương quán âm như lai cao lâu rửa tâm nguyện nam mô đại từ bi năng hình xả quán âm như lai thường hành bình đẳng nguyện nam mô ngày đêm qua không tổn hại quán âm như lai diệt ba đường khổ nguyện nam mô hướng núi nam trăm lễ bái quán âm như lai không cùng giải thoát nguyện nam mô tại pháp tiền ba biển khổ quán âm như lai độ tận chúng sinh nguyện nam mô trước thảm phan sau bảo cá quán âm như lai tiếp dẫn tây phương nguyện nam mô vô lượng thọ phật cảnh giới quán âm như lai di đà thọ ký nguyện nam mô đa nguyên tham ái sánh kịp quán âm như lai viên tròn 12 nguyện bát nhã ba la mật đa đứng tinh quán thử đại bồ tát hành tâm bát nhã ba la mật đa đời chế biến ngũ ẩn giai lâm độ nhất thiết khổ ách xa lợi tổ pháp môn thị không lâm mất thị sa sa tước thị không lâm người hành tước diệt cùng như thị xa lợi tử thị chi công tướng bất sanh bất diệt bất câu bất tịnh bất tam bất giảm thị cố tâm trung vô sắc vô bảo người hành tước vô nhãn ý niệm thật thân dưới vô thanh ngôn vị xuất ba vô nhập vô ý thức sơ vô minh diệt vô minh tận lãi chi vô lão tử vô lão tử tận bốn khổ và về cả vô bồ đề đã đại ý bát nhã ba la mật đa cố sắc ba lộc nhờ tâm bồ đề cố chi bát nhã ba la mật đa thì đà gần chú thì đà minh chú thì vô dần dần chú thì vô là cảm chú là dừng nhất thiết để sinh vật các từ cố thiết bát nhã ba la mật chú thiê kiên đê ung đê ba la ít đê ba la tăng ít đê bồ đề tăng ba ma bát nhã ba la mật đa ít ba la ít đê ba la tăng ít đê bồ đề tăng ba ma ma bát nhã ba la mật đa ít đê ung đê ba la ít đê ba la tăng ít đê bồ đề ma bát nhã ba la mật đa đều tại các tầng tầng thế vô làm bồ tát lắng ba lỗ bản lắng lắng ba ba để hạ ba đã ba được
sáu đời ăn lành, bốn mùa qua lại hàng ăn lành, lượng ngôi năm lại thơm tiếp giò, người ngày ăn lành đêm ăn lành, sáu đời hàng ăn lành, bốn mùa qua lại hàng ăn lành, lượng ngôi hộ phát tưởng ủng hộ. Nam mô Đề Đa Giáng Các Tường Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đề Đa Giáng Các Tường Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Đa Giáng Các Tường Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô 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 Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô 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 Quán Thế Âm Bồ Tát. Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán 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 Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô 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 Quán Thế Âm Bồ Tát. Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô 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 Quán Thế Âm Bồ Tát. Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm 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 Bồ Tát. Nam mô Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm 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 Bồ Tát. Nam mô Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm 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 Bồ Tát. Nam mô Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm 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 Bồ Tát. Nam mô Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm 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 Bồ Tát. Nam mô Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm 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 Bồ Tát. Nam mô Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm 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 Bồ Tát. Nam mô Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm 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 Bồ Tát. Nam mô Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm 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 Bồ Tát. Nam mô Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm 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 Bồ Tát. Nam mô Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm 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 Bồ Tát. Nam mô Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm 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 Bồ Tát. Sám hối tấm thần thế giới đầm bờ nổi đa lan tạo lời ứng thân mình bốn đại chỉ ra và sắc cho ấy một đời say đắm tìm nhận lầm đời ta dũng đã sắc thành đầy biết cách bên đây biết ba mặt chỉ cần lo dọa béo ngày cùng lo các quách đẹp bao ủy phật bán thằng ngương ngốc mưỡi bởi ông lập lập khéo mưu ân mặc lớn thần dự thần và tiền mặc chống tư ra xâm ngược được đứng trước đài thân hiển hiện xong cho sắm mở tự tiêu trần nhân gian dâm tự thế qua đi địa ngục bây giờ làm sao mà hành sát cao ngàn trượng và dầu sương nỡ vạn khúc tang đêm nằm dùng đinh ngày trăng ngược núi đào dùng giếng ngục ba xa tự nghe tuệ nhật sức quang minh hiện tiêu bất an muốn được thân người không bất lạc mau nâng tận lực kết thiện duyên biến đổi sang người lấy lông bảy thắp thân mang vị khói hương minh mau vạch hôm xưa thái tam thần cảnh các quan âm từ xưa đã tả ba tội lỗi nguyện phật từ bi thân sám hối chí tâm quy mạng này căn thân tâm đại bi linh cảm quán thế âm bồ tát bao nhiêu phiền não nguyện tiêu trừ mười ác trói chẳng may cởi mở dục giới sắc giới vô sắc giới xin giảm diệt nên những lậu nhân những nhân những cảnh
tính pháp tính trần tăng anh định pháp tâm giống luân nguyệt trí tâm này dễ cũng nó lại nghi lên cảm quán thế âm bồ tát tổng kinh công đức tu tăng ngạnh vô biên thắng vượt qua nổi hướng khắp nguyện trần bình tha chúng sinh sớm về cõi phật quan vô lượng ta như nguyện đã nguyện các chị phi hệ nhân dung nghĩa nguyện đổi chấm các tiêu trừ đời đời đồng ngành bồ tát đạo nguyện sanh đây vương cõi tịnh độ chín phẩm ba sanh làm cha mẹ thế phật chuyển thức xây nhà mỗi một bạn nữ nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn lành mặc đạo cùng nguyện quán môn chỉ niệm tiếp các tổ sanh ngâm đạo sâu danh tâm tâm cuối cùng quan thành tâm bổn tâm đại thừa nhóm cả tâm linh trên vì độ an các phật tử thì giờ mê sẽ bước pháp phật tử thanh đồng minh bước tay nguyện cầu thân thể an khang mà bị thân rằng bốn bộ không chút tay hương quanh năm thêm làng khá khánh các nguyện gia đình nhân tình con cháu vương và bạn tổ vương cầu cầu cho các hương linh thất tổ kỳ nguyện cách xa trong họ hảo nguyện bàn lọ nguyện như hảo nguyện họ phù hợp phàm họ dương họ phú họ hoàng họ chu họ trần họ khánh họ đàng họ gió họ lò họ linh họ lê họ hà họ cao họ cửu phẩm đỗ họ trừ họ phùng họ phát họ thi họ triệu họ phú họ lưu cách xa trong họ linh chủ họ chủ văn gia cái chủ linh chủ họ chủ hướng linh nha nguyễn thị hợp liệu triệu hội hưởng sơn 82 tuổi tại thôn một mê linh năm hà lâm đồng siêu sinh tới phường ngược lạc hương lên nhà lưu văn giật ở hương lên nhà mất ngày 14 tháng 9 hương lên nhà lưu hoàng hiệp ba năm 2014 hôm nay nhất tâm nhất tín về đây tại linh đường tại Việt Nam Quốc lâm đồng tỉnh lâm hòa huyện phú sơn xã thôn ngọc sơn ba nhất tâm ba đang mang tượng cùng cầu hương lên sơ sinh tỉnh độ tây phương ngược lạc hương lên trần văn nhân sinh năm 2004 giáp tân hưởng dương 20 tuổi tại tổ 3 đội 7 văn giang linh giang hải dương siêu sinh tỉnh độ tây phương cực lạc cùng các hương linh anh hùng chiến sĩ vì nước hy sinh nhà đồng bào tưởng bạn là thân nghĩa là cô hồn nhưng công đức này sống bỏ đúng nơi sanh về tỉnh độ phát nguyện âm siêu trong giới nước tại nhân nam thế sắp thế gian đồng thành phẩm đạo tán quy tử quy phát đương nguyện chúng sinh thế theo đạo cả phát phẩm vô thượng tử quy phát đương nguyện chúng sinh chúng đạo kinh đại trí huệ như hải tử quy tăng đương nguyện chúng sinh trong ly đại chúng tất tại vô ngại và nam thánh chúng nguyện dĩ sở công đức phổ cập ơn nhất thiết giác tình giai cộng thành phật đạo nam mô bằng ô vừa hé sáng mặt đất dạ dần dần mắt lá bao màu sắc tầm vương mọi cảnh thần đường tam môn thân sắc ngay sông cắt đầu đề sáu nhớ mong 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 nam mô tận hư không biến pháp giới tận mà thường là tam thế nhất thiết đường trụ đản ma đa tạng nam mô tận hư không biến pháp giới tập phương tam thế nhất thiết đường trụ đang là ra chúng còn dòng hương giới hương định hương tẩy hương giải pháp hương giải pháp trì kém năm giữ hương này kết thành đàn mê sáng trường pháp giới cũng dường người tuân thần độ tam bảo pháp môn chúng sinh nha phát tâm bồ đề sao để vọng mặt thành đạo vô thượng nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính tây đại giác mười phương hùng sư nam thế từ sáu căn ngộ hợp thánh linh nhất chính đại về sanh ra chính phẩm giờ này còn âm chiếu đỉnh trời đang nói hạn nên mặt trời sinh ra để rồi đạo con người có thể ác có gì hình để chẳng lâu bền giao lâu lâu còn mã ngày nay chẳng nhân lành mai sau đi về đường khổ cầu khai tâm phật bừng sáng chiếu soi vô hình tàn hết chúng còn từ vô thị quên mất bản thân chẳng biết đường tránh chịu luân khổ cổ vì sáu căn sai nếu không dám mối tận đó giải thoát hôm nay một lòng tĩnh kinh chúng con vì mạng bệnh lễ vô thượng tam bảo cầu xin sám hối nghiệp căn mắt lại ham sanh nhân ác chẳng phá sự lành nhân ngót không ma quên nhân trong nhập các điều đổi dối đặt xấu tranh này trên cả là đường tránh kiến ác sanh qua sáu phía phía cả bằng sai con mắt trong hệt kẻ tài hình như kẻ thông minh màu xanh lá phấn nước ngay lùn dịt qua mắt như người nào thấy bạn la thật được mừng mật mừng còn có dù mình có nhìn vào kẻ nghèo hàn vào qua chẳng phá trên ngã đau khổ nước mắt lành mừng nhờ trần nước mắt như mưa trong chùa được lập công thành trên ngưỡng cay cùng ngưỡng mắt nước này đưa nên đang quên lễ chẳng e hộ pháp chẳng sợ long thần đổ lỗ vô cùng từ nơi căn mắt và bà địa ngục trải bao nhiêu kiếp như các sân màng được lên làm người lại hỏng con mắt tâm mối thật khó giải thoát nay chất tam bảo chúng con chỉ đành cầu xin sám hối.
nghiệp căn tai là đến nghe chánh pháp đưa đến chuyện ta mê mất tất tật chạy theo sai lầm văn lan là sáng cho là giống ngân nhịp nhàng mõ trơn coi như ấy của văn kinh người gây chẳng ta tình tứ ác ca mất nước mê thích tu thành tình cầu lời phải điều hay chẳng em đón nhận nói dùng nói dài thì kề tai cái mé thầy hay bạn liền con dạy linh nhưng lại thì tai không nói trong lòng nhân chân đã lại nằm tham nghe nửa câu kinh liền như tai nhẹ tội lỗi vô cùng từ nơi căn ba đạo là địa ngục trải bao nhiêu kiếp nhiệt các xong mà làm người lại hẳn căn tai nếu không sám hối thật khó giải thoát này chất tam bảo chúng con thành chín tham nhập căn mũi là ngồi thiền trên bờ an thoáng thoảng hương sen đã bị quỷ kết tội ăn trộm nữ nhân đi qua hít tở hương thơm xoăn vẫn tỏa ra liền bị thiên âm che là hải có vết muốn chỉ tham lam trong dạ giữa cảm biết năm phần pháp vương tâm tài đạo má hạnh quyến luyến chẳng rời giác hoa tâm nương kéo về được lư trần cúng phật nó buông lưu người khó nào nghĩ lấy nghi nước mũi nghỉ vừa nêu bởi sự địa say sơ ngủ bậy thấy các nhận phật hơi thở đồng là hương kinh sông tượng hôi tay nhân muốn đam mê như lợn giúp thân tổ lỗi vô cùng từ nơi căn ngũ đạo vào đề ngục giải ba nhưng các sầm màn được lên làm người lại hàng căn ngũ nếu không sám hối thật có giải pháp này trước đảm bảo chúng con chỉ thành cầu xin sám hối nhập căn lưỡi là tham đủ mọi vị hết cả lưỡi thầy toàn đại trinh linh nha mới sớm tâm nguyện nấu nấu bài hai lời chạy mù trên lời lặng lại bơi ngó kịp tanh miệng hành tỏi ướp tẩm cơm chay khó nước coi tựa người đau mỡ thịt hân hoan tiệc tùng vui vẻ cưới vợ cả chồng thiết hại trinh linh bị ba tức lưỡi lại còn nói dối bày chuyện thêm dệt hai lời ác cầu chê bai tam bảo luôn rủa mẹ sang làm mặt thánh hiền mắng vua lời chúa giọng hai lời khéo ngập là đập phun người giang pha kẻ khác che đậy lỗi mình khoe khang tự giao chỉ nhục người nghèo xô đuổi tăng đi ánh mắng tôi giới định áo chen chen lỗi lầm thấy hư lầm thật chuyện có nói không cờ gật trong bỏng tan ồn nào trên phật điện đổ lỗi vô cùng từ nơi căng lưỡi đọa vào điện bao nhiêu kiếp như các sập đàn được lên làm người lại bị câm lặng nếu không sám hối thật khó giải thoát ngay trước tam bảo chúng con chiếc ảnh cầu xin sám hối. Nghiệp căn thân là tinh tra bóng đại giả hợp nguyên hình năm ba trăm năm ba tạng là trong sự tính theo kết lại chấp thành để mình quên mất phát thân nó sinh dâm nó sát trộm nghiệp sát sinh là tàn nhẫn độc ác không lòng nhân từ giết hại chúng sinh là hay một thể là mại cố sát tự là làm sai người vẽ bồ dụ yểm mọc chế thúc độc hoặc mỡ đôi rừng mất cả cái suối lan tràn người thả các thịt chó thấy nghe vui mừng nghĩ đến tưởng làm cử động vận hành đều thành nghiệp sát nghiệp trộm các là thấy vậy của người lên này làm tham được ngăn sở bao mò túi của Phật thường trụ khớp làm của riêng công sở thân giận chẳng những bà ngọc mới phạm tội tà cây kim ngọc cỏ cũng thành nghiệp trộm nghiệp ta dâm lạc làm mê sắc tiếng mắt nắm phấn son chẳng bái liên trinh chiến sinh làm dục ở nơi tinh khiết điện Phật văn tăng gần gũi gái trai cùng nhau đùa dẫn cùng hoa ném quả chạm dân vũ vai phá xảo leo tường đều thành dâm nghiệp các tổ nơi ấy không bến công ở đến khi chết tin xa và địa ngục trai ông cộng đồng cái nằm trong sắt muôn kiếp tọa đây người lại còn dư báo nếu không thắm muốn sao được tiêu trừ ngay trước tam bảo chúng con chính thành cầu xin sám hối. Nghiệp căn ý là như nhiên một khắc công dừng gắn bó cảnh trần bùi tâm trong tưởng như tầm kéo kén càng dệt càng dày như con tiêu tân vào lửa tủ đốt hôn mê chẳng tình sinh cản giấc vận văn hoàn đều cho ba đập tội tham sẻ là mi cầm bơ vét buồn chỉ tiếp bòn muốn một lời mười còn chưa về ý của chứ nước chứa làm dựa chén giò bao nhiêu cũng không thỏa mãn tiền lát thắp mục chẳng cứu người nghèo phải chất lụa trầm đâu không giúp kẻ rách bơ cả trăm vẫn cho là ít mất đi một chút gọi là hại to từ trên ngọc báo dưới đến tơ tai kho đủ chất đầy ngày đêm đau thân tâm vất vả đều do tham nghiệp tội sân giận là co tính tham lam lửa giận từ cháy mất trợ miệng ảo công kích đánh lộn chẳng tục đến cả tăng ni kinh sách luận bàn tổn thương hỏa khí chê cả sư trưởng bới mắc mẹ trai em cũng lắc cành nồng nàn nửa độc vô lời còn vật mở miệng hại người không nghĩ tử bi không mơ ngược cấm nói tợ thần thánh xúc cảm như ngô tuy ở cửa không cơ cư chất ngã trái ý nổ sân ngài mình như cây sinh lửa lửa cháy gốc cây tội ngu si là ăn tính đồn độn ý thức tối tăm không biết tôn vi không phân biệt ác ích kỷ hại người bám phật cùng siêu hương nhiều trời ất mặt quên âm quên đức bội âm bội nhân không xét không nghĩ đều do si nghiệp những tội như thế rất nặng rất sâu đến khi chết đi xa xuống địa ngục ngàn kiếp lên mới làm người lại chịu oan báo nếu không sám hối làm sao tiêu trừ nay trước tam bảo chúng con chứ tài xin sám hối chí tâm kính thỉnh khiến thỉnh mười phương ba đời thư vật cùng bồ tát chư thánh hiển tăng rộng khai phương tiện tử bi tâm tiếp dẫn chúng sinh lên bờ ra chí tâm tỷ con nay vui vẻ tin theo phật hôm mai thành kính tám tội xưa bậc tam thập địa nguyện tiến lên bồ đề chân tâm thoái chuyển chí tâm hồi hướng chúng con kỳ lệnh đạo thánh dập đầu này lễ đức tử bi nguyện công đức này cũng chúng sinh
nhờ thắng duyên đây thành tránh ra chi tâm phát nguyện chúng sinh vô biên thể nguyện độ phiền não vô biên thể nguyện đạn pháp môn vô thượng thể nguyện phật đạo vô thượng thể nguyện thành cảnh sách đời mộng ảo trôn chùa cảnh tỉnh chư chi tôn đang khắp nhà nhà còn ham giấc ngủ ngoan miệt mà chẳng quản bằng đông ánh chói lòa rằng giặc đêm dài tháng mà mình nhớ thì khó lần ra nay ngắm gọi tu hành ngày khác làm sao thấy phật đà phụ nguyện tam bảo chứng minh ngoài thần nội niệm bồ tát thanh văn phạm vương đế thích tứ thiên vương thêm năm bát bộ hộ pháp tôn thần từ bi gia hộ tội chứng tiêu trừ trí tuệ khai minh cuốn mùa an ổn chỗ ở phong nhiêu phước thọ thăng lâm kỳ tâm mãn nguyện bồ đề khải pháp phật sự viên thành mai sau phật di đà họ ký âm diệu tương giới pháp giới chúng sinh đồng thành phật đạo tam quy tử quy phật lương nguyện chúng sinh tế theo đạo cả pháp đồng bồ thượng tử quy pháp lương nguyện chúng sinh hữu tâm cả trí huệ đánh hư hải tử quy tăng lương nguyện chúng sinh tâm lấy đại chúng tất thảy vô ngại ông danh bảo sáng đại từ đại bi thân chúng sinh đại hỷ đại xả kiếm muôn loài tốn tốt cao minh tự trang nghiêm chúng con chi thành y mạng lễ nam mô quỳ kim cương thượng sư quỳ phật quỳ pháp quỳ tăng có này phát tâm không vì dự cầu nhân thiên phước báo thành văn duyên pháp cho đến quyền thừa các ngôi bồ tát thì tối thượng thừa pháp bồ đề tâm nguyện cùng duyên nhất từ đồng chứng vô thượng bồ đề nam mô quỳ mười phương tận hư không giới hết thảy chư phật nam mô quỳ mười phương tận hư không giới hết thảy tôn pháp nam mô quỳ mười phương tận hư không giới hết thảy hiền thắng tăng nam mô như lai cũng chính minh trì minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trưởng phu viên nhân sư phật thế tôn nam mô phổ quang phật nam mô phổ minh phật nam mô phổ tịnh phật nam mô đa ma la mật trên đàn hương phật nam mô trên đàn quang phật nam mô ma ni tràng phật nam mô hoan hỷ tại ma ni bảo tích phật nam mô nhất thiết thế gian nhạo kiến thượng đại tinh tấn phật nam mô ma ni tràng long quang phật nam mô huệ cửu chiếu phật nam mô hải đức quang minh phật nam mô kim cơ lao tường cổ tán kim quang phật nam mô đại cường tinh tấn tổng mãnh phật nam mô đại bi quang phật nam mô từ lực phương phật nam mô từ vạn phật nam mô chiên đàm phước trang nghiêm thắng phật nam mô hiền thiện thủ phật nam mô thiện ý phật nam mô quản trang nghiêm vương phật nam mô kim hoa quang phật nam mô bảo cái chiếu không tự tại lực vương phật nam mô hư không bảo hoa quang phật nam mô lưu ly trang nghiêm vương phật nam mô phổ hiện sắc thân quang phật nam mô bất động trí quang phật nam mô hàng phục chúng ma vương phật nam mô tải quang minh phật nam mô trí huệ thắng phật nam mô di lặc tiên quang phật nam mô thiện tịnh nguyện âm diệu tôn trí vương phật nam mô thế tịnh quang phật nam mô long chủng thượng tôn vương phật nam mô nhật nguyện quang phật nam mô nhật nguyện châu quang phật nam mô huệ tràng thắng vương phật nam mô sư tử hống tử tại lực vương phật nam mô diệu âm thắng phật nam mô thường quang tràng phật nam mô quan thế đăng phật nam mô huệ oai đăng vương phật nam mô pháp thắng vương phật nam mô tu di quang phật nam mô tu ma na hoa quang phật nam mô yêu đàm bát ma hoa thù thắng vương phật nam mô đại huệ lực vương phật nam mô a sơ tỳ hoan hỷ quang phật nam mô vô lượng âm thanh vương phật nam mô tài quang phật nam mô kim hải quang phật nam mô sơn hải huệ tự tại thông thương phật nam mô đại thông quang phật nam mô nhất thiết pháp tràng mãn vương phật nam mô thích ca mâu ni phật nam mô kim cang bất hoại phật nam mô bảo quang phật nam mô lâm tôn vương phật nam mô tinh tấn quân phật nam mô tinh tấn hỷ phật nam mô bảo hỏa phật nam mô bảo nguyệt quang phật nam mô hiện vô ngu phật nam mô bảo nguyện phật nam mô vô cấu phật nam mô ly cấu phật nam mô dõng trí phật nam mô thanh tịnh phật nam mô thanh tịnh trí phật nam mô ta la phật
Nam mô Thủy Thiên Phật à. Nam mô Thiên Đức Phật à. Nam mô Thiên Đàng Công Đức Phật. Nam mô Vô Lượng Phúc Quang Phật à. Nam mô Quang Đức Phật à. Nam mô Vô Ưu Đức Phật à. Nam mô Na La Diên Phật à. Nam mô Công Đức Hòa Phật à. Nam mô Liên Hoa Quang Du Ý Thần Thông Phật à. Nam mô Tải Công Đức Phật à. Nam mô Đức Niệm Phật à. Nam mô Thiện Danh Sơn Công Đức Phật à. Nam mô Hồng Diện Đế Tràng Vương Phật à. Nam mô Hồng Diện Thiện Du Bộ Công Đức Phật. Nam mô Đấu Chiến Thắng Phật. Nam mô Thiện Du Bộ Phật. Nam mô Châu Sắc Trang Nghiêm Công Đức Phật. Nam mô Bảo Hoa Du Bộ Phật. Nam mô Bảo Liên Hoa Thiện Chủ Ta La Thủ Vương Phật. Nam mô Pháp Giới Bản Thân A Di Đà Phật. Thế giới trừ bậc thế tôn thường trụ tại thế, xin từ nhiệm con đời này đời trước từ vô thủy sinh tử đến nay, chúng con đã tạo bao nhiêu tội từ làm thiện người thấy nghe như theo và thấy theo pháp tăng và bốn phương tăng Phật, tự trộm cắp khuyên người, trộm cắp thấy người vui theo năm tội vô gián, tự mình khuyên người hay thấy vui theo người đường không lệ thân xót xanh, trộm cắp dâm dục miệng dối lao này lưỡi tiêu diệt độc ác tâm tâm tam trước giận giận hoại suy gặn, là tự khuyên người thấy nghe vui theo bao nhiêu tội chớm hoặc che giấu và tỏ lộ án và địa ngục làm vì làm sanh các nơi ác thú biên địa hạ địa cùng vân bất tín những tội chớm như vậy. Hôm nay chúng con cầu xin sám hối, xin chư Phật Thế Tôn chứng biết cho con phủ phục trước chư Phật rằng lời các bạch đời này đời trước của con đã từng báo thí cho đến báo thí cho loài súc sinh mục hay tu tịnh hạnh bao nhiêu thiện căn thành tựu chúng con bao nhiêu thiện căn tu hành bồ đề bao nhiêu thiện căn cùng phát tâm cầu chứng vô thượng trí bao nhiêu thiện căn nguyện đều hồi hướng vô thượng bồ đề như quá khứ hiện tại vị lai chư Phật hướng như thế nào chúng con cũng xin hồi hướng như thế bao nhiêu tội con xin cầu sám hối bao nhiêu phước con đều hoan hỉ theo nương công đức Phật nguyện thành vô thượng trí quá khứ hiện tại vị lai của chư Phật công đức vô thượng tối thắng chúng sinh con nay quy mạng trí thành đảnh lễ chẳng người phương ba đời thế giới có bao nhiêu bậc nhân sư tử con đem thân miệng ý thành tịnh nhất thiết đến thế tận hương dư cổ hiền hạnh nguyện vai thần lực các hiện thất nhân như lai một thân đại hiện duy trần thân mỗi thân hiện nguyện thế trần phật ở nơi hạ bụi có vị trần số phật vị nào cũng ngồi trong chúng bồ tát vô tận pháp giới bao nhiêu vụ điều thế với ai tin sau chư Phật vẫn sung mãn nơi mỗi vị Phật văn đem hiển âm thanh tận kiếp vị lai vô tận diệu ngôn từ ca ngợi đến công đức thâm sâu của Phật còn đem những tràng hoa tối thắng âm nhạc cùng tràng phan bảo cái đủ thứ tràng nghiêm tối thắng còn nay cũng dường chư như lai tối thắng y phục tối thắng hương hương bổ thương đốt cùng đèn đuốc mỗi mỗi đều như núi trượt cao con xin cũng dường chư như lai con đem tâm quảng để rõ tin sâu hết tải ba đời phận dùng biển cổ hạnh nguyện nguyện lực cũng khắc biến cúng dường chư như lai cả bao ác nghiệp đều bị ba lực tham sân si từ mân nguyện ý phát sinh ra hết tải con nay cầu sám hối mười phương tất cả bao nhiêu chúng bị thừa hữu và cùng vô học như lai bồ tát ra công tướng con xin tùy hỷ lại bao nhiêu vọng đèn chiếu thế gian vừa mới thành tựu đạo bồ đề con nay cũng kính xin quyến tỉnh chuyển đến xe pháp vô thượng diệu chư Phật muốn thì đến hết bàn con đều trí thành xin quyến tỉnh duyên nguyện lậu chu bình trần kiếp lợi ích an vui chúng hữu tình lễ tan cũng dường bao nhiêu phương tình vật chúng theo chuyển pháp tân vì sám hối bao thiện căn ngồi đến chúng sinh và vật đạt công đức từ tháng này uống vô lượng trong đó rơi đánh nhân và pháp tình văn giả hai đế trung tâm tam hội ấn để công đức vô lượng vô biên con nay xin tận hồi hướng tất cả chúng sinh nghe thân nguyện ý và thấy và chê bài pháp của con bao nhiêu nghiệp chứng sâu như vậy ác đều tiêu diệt không còn dư cho các mắt tới dòng độ chúng sinh đầy không thoái hương có thể tận chúng sinh là nghiệp tiền não tận vốn pháp này rộng lớn vô biên nguyện con hồi hướng cũng như vậy là đây nguyện nam mô đại hạnh phổ hiền bồ tát nam mô đại hạnh phổ hiền bồ tát nam mô đại hạnh phổ hiền bồ tát tụng kinh phổ môn kinh sám sáu căn kinh hồng danh công đức tổ thắng hạnh vô biên thắng bất tài hồi hướng phổ nguyện trần mình chư chúng sinh các bao mơ lợi quan bậc sát hiện tiêu tai chứng trừ đường não trần mình địa ốc phổ nguyện tổ chứng các tiêu trừ thế thế hành hành vô tất cả một sanh tây vương tình bồ trung những điều bậc vì một mẫu và khai kiến bậc một vô sanh bất tái bồ tát đi bạn lữ nguyện chi tử công đức phổ thọ ơn nhất thiên ngã đảo chư chúng sinh đại tập thành phật.
đạo an thiên. Phát làm vô thượng quyền tinh thần đạo bình đẳng trí huệ như hải quyền tăng nguyện chúng sinh nguyện rất tải vô ngại và đan thanh chú nguyện trí tử công đức với nhất thiết ngã đẳng sinh giải cộng thành phật đạo. Nguyện đem công đức này hồi hướng cho các vị hương linh y thủ tham mộc, các vị hương linh thất tổ kỳ huyền bách gia trăm họ vẫn khác phẩm nguyễn văn hậu nguyễn như hậu nguyễn hậu bùi hậu phạm hậu trương hậu vũ hậu hoàng hậu chu hậu trần hậu hòa giãn hậu đoàn hậu đinh hậu lê hậu hà hậu cao hậu kiều thẩm hậu đăng hậu đỗ hậu trừ hậu cùng hậu phát hậu thi hậu triệu hậu võ hậu lưu bách gia trăm họ tiền chủ hậu chủ thập nghiêm là cô ngạc quỳ hà sa phảng phất nơi đấy hương linh nguyễn thị hợp hiệu triệu hậu hương linh lưu văn trận hương linh lưu hoàng hiệp hương linh trần văn phương nhất tâm về đây chính pháp ngày kinh thấp xả mê đồ siêu sinh tình độ tây phương cực lạc về cảnh giữa lành. Con nam mô a di đà phật. Con nam mô a di đà phật. Những ai nghe thấy kinh này một pháp một ngôn tử của Như Lai nhất tâm về cảnh giới tây phương lạy Phật Di Đà tử bi thương xót lạy Quán Thế Âm gia hộ lạy ngài Đại Thế Chí tiếp dẫn chúng còn. Con nam mô a di đà phật. Nam mô A Di.